Quả này thằng Dũng toi rồi, vào gặp sếp Vinh chỉ có đứt. Phải thế chứ, mà các sếp ác thật, hôm qua thì không xử lý luôn, cứ để quả bom treo lủng lẳng ở trên đầu. Đêm quá chắc ông thức trắng đúng không? Ừ, có một thức khối, ngủ mạnh luôn đấy chứ. Tôi không làm gì sai, chẳng việc gì phải sợ cả. Thành niên cứng đấy. Tất nhiên là phải cứng chứ, cây ngay mà. Tài, vào phòng tôi nói chuyện. Trời, to mồm, thằng đứt tiếp theo đây này. Vào đi. Cậu Dũng báo cáo với tôi, đại lý Dũng Nguyệt là khách hàng cậu ấy đang chăm sóc. Đúng thế ạ. Khách hàng này em có được là do sự gợi ý của anh. Em đã nghe theo những lời mà anh dạy, lưu tâm đến những lời mà anh nói, hãy luôn chăm sóc những khách hàng sắp trở thành cũ. Và em đã chăm sóc họ một thời gian, từ việc sắp xếp lại hàng hóa, tìm cách để tăng doanh thu và kéo khách hàng mới về cho họ. Chủ Dũng cũng đã đồng ý với các điều khoản của hợp đồng, chỉ chờ ngày ký kết nữa mà thôi ạ. Mà kết quả là như thế nào? Họ đã ký với cậu Tài, và đó là do họ lựa chọn. Cậu Tài không đi cướp. Dạ đúng rồi ạ. Khách hàng thì làm sao có thể cướp được ạ sếp. Em không thể nào mà ép họ ký hợp đồng với em được. Phải dựa trên nguyên tắc đôi bên đồng thuận cùng có lợi ạ. Em đã cho họ chiếc khấu cao, lấy toàn bộ phần hoa hồng của em đổi lấy hợp đồng này. Dạ, công ty sẽ không bị thiệt hại gì. Mà nếu có, người chịu thiệt thòi chỉ là em thôi ạ. Vậy việc cậu tranh giành khách hàng của đồng nghiệp là vì lợi ích cá nhân hay công ty? Cậu mới vào một thời gian thôi. Khách hàng gọi điện đến tố cáo, rồi anh trai đến công ty gây rối đánh đồng nghiệp. Cậu giỏi lắm. Giỏi là tốt, nhưng cần phải có đạo đức nữa. Làm cái công việc này đôi khi phải sử dụng đến kỹ năng, kỹ xảo. Nhưng không có nghĩa là cậu bất chấp mọi thủ đoạn để có được khách hàng. Cần phải giữ được đạo đức. Đạo đức của nhân viên phản ánh bộ mặt của công ty. Cậu định bôi nhọ cái công ty này đấy à? Hành động của cậu, tôi hoàn toàn có thể cho cậu nghỉ việc, thậm chí là kiện cậu ra tòa. Và khi đó, cậu sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả này. Với hợp đồng này thì cậu hay là Dũng ký đều đem lại lợi ích cho công ty. Tuy nhiên theo như cậu nói, không đem lại lợi ích gì cho bản thân cậu thì là chưa đúng đâu. KPI chính là lợi ích, giúp cho sự phát triển của cậu và tăng thu nhập. Tuy nhiên nếu như cậu tiếp tục cách làm này thì những đối thủ cạnh tranh sẽ vin vào đó nhằm hạ thấp uy tín công ty chúng ta và giành lấy khách hàng. Em xin lỗi, em biết em sai rồi ạ. Nhưng em xin anh, hãy cho em một cơ hội, bỏ qua cho em được không ạ? Tuy em có lỗi nhưng mà đây cũng là vì lợi ích của công ty. Em còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Em xin sếp hãy cho em một cơ hội để chuộc lỗi bằng hành động cụ thể ạ. Cơ hội? Hãy cho tôi một lý do thuyết phục để tôi bỏ qua cho cậu. Nhìn kìa, nhìn kìa. Thanh niên chuẩn bị đồ biến đi đấy à? Trông cái mặt thương thế. Thương cái xương không còn. Tôi thấy kèo này chắc chắn là bà thua rồi. Tôi xếp mời mọi người đi ăn đi. Nó nói đúng đấy, chuẩn bị tiền dần đi. Ăn gì anh nhỉ? Bỏ nướng cả. Từ từ đã. Đã biết kết quả thế nào đâu mà bảo thua. Rồi xem. Này, lạ nhỉ, không có cái dấu hiệu gì của việc đang thu dọn đồ cả. Vẫn còn đang ngồi gõ cành cạch kia kìa.